nhà hiên. Thì bây giờ Yến đang cắm hoa cho gia đình. Thì đây là cái cục xốp mà như Yến hay chia sẻ với mọi người á, nếu mà gia đình của mình mà không có cái khay á thì mình sẽ dùng băng keo nè với lại ni lông ở trong, mình quấn thành một cái cục tròn như thế này để mà mình có thể giữ nước ha. Rồi nguyên liệu của Yến sử dụng là hoa lan nè, hoa ly nè, lá thì Yến sử dụng là lá phát tài ở dưới quê nè ha. Rồi chồn này là Yến trồng rồi Yến cắt nè. Rồi bây giờ Yến đã có một cục xốp đây, bây giờ Yến bắt đầu cắm hen. Thì mình cắm thì mình cũng đứng lên và mình cắm cao như thế này.
Rồi sau khi Yến cho cái cây tuyết vô nè, và vài cái cọng mây bên cạnh nó, Yến che cái phần xốp phía đây, thì nó hoàn tất xong một cái bình hoa ly và lan thì tết ha, với tông màu trắng vàng xanh rất là dễ thương. Thì bây giờ Yến sẽ đặt lên trên bàn thờ ha. Rồi ha, đây là cái dáng thẳng đứng ha, cho cái bàn thờ mình đặt ở chính giữa rủ xuống ha. Rồi thì chúc cả nhà sẽ thành công những cái bình hoa ly và lan để bàn thờ trên ngày tết này. Nếu cả nhà có thể nhớ nhấn